Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Gốm Nhật Đẹp Lạ. Hôm nay tiếp tục em lại về với các bác những cái món đồ sưu tầm cao cấp dòng gốm sứ Nhật Bản. Bác nào mà chơi và sưu tầm những cái dòng gốm sứ trưng bày những cái dòng gốm VIP hoặc những cái dòng cao cấp thì hôm nay được mãn nhãn cùng ngắm với em. Và đầu tiên em sẽ quay một lượt sơ sơ cho các bác để các bác cùng em ngắm và cùng chiêm ngưỡng. Nếu như mà mình thích cái món nào thì các bác có thể nhắn với em ạ, để mình được sở hữu nó. Tại vì những cái món này không phải lúc nào mình cũng cần là mình gặp ngay ạ. Những cái món này bọn em sẽ phải chờ gom lại rất là lâu thì mới được một cái lô như thế này để cho các bác về, các bác có thể chơi và sưu tầm ạ. Đây, những cái món đồ nếu mà nhìn sơ sơ lướt thì mình sẽ thấy là nó rất là đẹp, rất là giá trị và độc, ít khi đụng hàng lắm ạ. Em sẽ quay lướt qua một lượt rồi em sẽ quay chi tiết ạ. Thì đầu tiên em sẽ có những chiếc bình là chuyện Fugakawa này, chuyện Okura này, và có những chiếc đĩa dòng chuyện Thiên Hoàng chuyện này các bác. Thiên Hoàng chuyện là một cái dòng gốm sứ cao cấp với chuyện 8 chữ mà bác nào đã chơi những cái dòng cao cấp này rồi không còn xa lạ. Đó, đem về được 2 chiếc size 30.5. Những cái nét vẽ vàng của cái dòng những cái dòng cao cấp này thì phải nói là đặc biệt xuất sắc, đẹp khủng khiếp luôn các bác. Những cái lượng vàng sử dụng vẽ vàng và những cái nét vẽ của người nghệ nhân rất là xuất sắc. Đây ạ. Đây là chiếc đĩa to thì size 39 nha các bác. Còn hai chiếc này size 30.5. Đấy, nên là bác nào mà chơi và sử dụng cái dòng này thì hôm nay em mời các bác ngắm cùng em. Và biết đâu mình có duyên mình sẽ gặp nó. Hôm nay một chiếc những món đồ rất là VIP và chất lượng ạ. Tiếp theo em sẽ có những cái ly dòng Imari như các bác, chuyện lá trúc. Bác nào chơi và sưu tầm những cái này các bác sẽ thấy là nó rất là đẳng cấp luôn. Và những cái ly đẹp không các bác, xuất sắc luôn. Mình sưu tầm những cái này nó giá trị vượt thời gian luôn ạ. Mình để bao nhiêu năm nó vẫn trường tồn các bác. Đấy. Các bác ngắm hoài hoặc dùng hoài thôi vẫn thấy mê ạ. Nhưng mà lúc nào mình không phải lúc nào mình cần cái mình tìm một cái giống như này nữa sẽ phải rất là mất thời gian rất là lâu ạ. Mình mới gặp nó, không phải lúc nào mình gặp nhau nó cũng không có đại trà. Rồi những chiếc ly Imari các bác thường thấy là em cũng lên video rất là nhiều lần, Imari Gold đấy ạ. Rồi và đây là một chiếc đĩa phượng hoàng này, Imari phượng hoàng. Các bác thấy những cái nét vẽ chim hoa này, cái chân này, trời ơi, những cái nét vẽ phải nói là đẹp đẳng cấp. Và kể cả phần chỉnh chu đến mức độ mà cái phần chân cũng được vẽ hoàn hảo và rất là chỉnh chu ạ. Đấy. Rồi một cái thố Imari vẽ hoa mẫu đơn, cái nét vẽ vàng cực kỳ đẹp. Đây là một chiếc đĩa hàng xưa của dòng Copenhagen. Bác nào mà chơi hàng Âu thì không còn xa lạ với cái dòng chuyện này nữa. Đây. Đây, Copenhagen ạ. Chuyện xưa, chuyện này rất là đắt và giá trị. Và một chiếc ly chân cao dòng Imari. Đấy, em quay chuyện lá trúc nhá. Bên trào lòng trong là vàng dày cực kỳ luôn. Chiếc này phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, em để sát đây. Và một chiếc bình Imari dáng hút lọc, bụng tròn xoe, vẽ tay hoàn hảo, nét vẽ đẹp cực kỳ luôn. Đấy, quá đẹp. Chiếc bình phải nói là xuất sắc. Chiếc bình Satsuma dòng Imari Gold, xe phú quý hoa đào, chuyện vàng, xe phú quý á. Cái này, bình này thì em có like 1-2 lần. Đấy. Còn bình Satsuma gà nha các bác. Những chiếc bình Satsuma với men màu trắng ngà rất là đặc trưng ạ. Được nghệ nhân vẽ vàng, các bác nhìn những cái nét vẽ của dòng sát nó đẹp trường tồn luôn. Rồi những chiếc bình Super Kokusoi, Super hoa diên vĩ, những chiếc đĩa ngũ sắc xanh, ngũ sắc đen, và những chiếc đĩa vẽ hoa diên vĩ phiên bản giới hạn vàng rất là dày ạ, chim hoa. Những cái chiếc đĩa này là của dòng kia Noritake các bác, chất liệu là sứ xương và thời kỳ Tây hóa, nên là những chiếc đĩa này ảnh hưởng của văn hóa phương Tây rất là nhiều ạ. Những cái nét vẽ rất là đẹp, vàng dày lắm ạ, chân thực sống động vô cùng luôn. Đấy, đợt này em về em sưu tầm được 3 chiếc. Trời ơi, cái này đẹp quá trời luôn. Chiếc này là chiếc thứ 2 này. Chiếc này là chiếc thứ 3.
đã mê cái đẹp rồi thì là nhìn thấy những cái tác phẩm gốm sứ này không thể cầm lòng được các bác, bởi nó quá đẹp. Những cái món đồ pháp lam bằng cốt đồng, nghệ nhân sẽ sử dụng những sợi vàng để vẽ trên chất liệu cốt đồng ạ. Rất là đẹp và cầm rất là đầm tay, mặc dù nó nhỏ các bác nhưng mà nó đầm tay nhạt tàn á. Một đợt này em có một cặp ly chân cao dòng im dòng cay cay, nhưng mà cay cay này là cay cay xanh nha các bác. Thường thường các bác thấy cay cay đen á, nhưng mà cái này là cay cay xanh coban, rất là hiếm. Lần trước em có được về được một cái đĩa, lần này về được một cặp ly này. Trước là về được một cái đĩa cay cay của nó, và đặc biệt là một cái khay. Cái khay này dành cho bác nào mà mê đồ mộc vẽ dòng thỏ Kogachi đấy, rất là nổi tiếng ạ. Đẹp không các bác này? Okay. Rồi những chiếc đĩa sâu lòng dòng Imari, dòng cao cấp ạ, đẹp đẳng cấp luôn. Những chiếc ly. Rồi đợt này em có được cái ống này là ống mộc thỏ hình ngôi nhà nha các bác, Martin House. Những cái ống này thì mang giá trị sưu tầm rất là cao. Bác nào mà mê đồ mộc thì nhìn thấy cái này là mê lắm ạ. Đẹp lắm, xinh yêu cực kỳ luôn. Và cái ống này là chiếc dép để cắm hoa các bác, có hình em bé mộc rất là đẹp. Và một chiếc đĩa size to Triện Thiên Hoàng ấy các bác. Trời ơi, này đẳng cấp, cái này hết sức nhẹ nhàng, to lắm ạ, sâu lòng, xuất sắc lắm. Đường kính tận 36 ạ, một chiếc đĩa Imari. Em cho các bác xem này, làm triện, triện là trúc mà size rất là to. Còn nguyên hộp gỗ mình có thể mua để làm quà tặng tân gia với chiếc đĩa này, hoặc là trưng bày lên nó đã, nhìn nó đẳng cấp lắm ạ, size tận 40. Còn hộp gỗ và một chiếc đĩa vẽ chim hạc phu thê, vẽ lân này, rồi cái cặp vịt với chim hoa dòng Imari cao cấp. Trời ơi, nó đẹp, các bác thấy những cái ánh vàng đẹp không ạ? Đẳng cấp luôn. Trên những chiếc đĩa này dòng Imari, cái này có thể treo lên tường được nha các bác. Nhìn những chiếc đĩa này đáng đồng tiền bát gạo luôn ạ. Này, đường kính của nó tận 46 cm. Trời ơi, quá đẹp quá. Thế nào đẹp quá. Rồi, đợt này em có cái nồi này. Cái nồi này thì bác nào mà sưu tầm những cái dòng mộc hoa này thì này, đẹp không ạ? Cái nồi này rất là giá trị nhá, đẹp quá trời luôn. Và đây là lần thứ 2 sau 9 năm em chơi gốm thì và em sưu tầm và em giao lưu gốm, thì đây là lần thứ 2 em sưu tầm được cái nồi này. Lần này là lần thứ 2 nhá các bác. Còn lần trước thì có một lần duy nhất nhưng mà nó không được mới bằng lần này. Đẳng cấp luôn. Cái sông trầm vẽ tay hàng xưa mà cốt rất là đẹp các bác thấy không? Đỉnh cấp luôn. Rồi một chiếc tô Imari vẽ tay hoàn hảo, tích người vẽ hoa hàng Imari xưa đấy. Nhưng mà các bác thấy những cái nét vẽ này giá trị sưu tầm rất là cao. Và triện, trời ơi, cái triện này phải nói là đỉnh nhá, triện 6 chữ. Bác nào chơi đồ xưa thì sẽ thấy những chiếc tô này, mặc dù là đồ xưa nhưng mà những chiếc tô được nghệ nhân vẽ tay hoàn một cách hoàn mỹ, không có một cái điểm trừ nào ạ. Dáng tô rất là đẹp, cho đến khi các bác thấy cái triện của nó đẹp, xuất sắc luôn. Và đợt này em có được một chiếc tô lỡ dòng triện quản liệu. Cái này ít khi có lắm ạ. Thậm chí là bọn em sưu tầm bao nhiêu lâu rồi, lần này là lần đầu tiên có được cái tô lỡ lỡ này đấy. Còn không, một là nó lửng lửng hơn 20 19, cái này 13.5 ạ. Cái đĩa nhật, bộ sưu tập nhật thỏ. Rồi thố tầng bách hoa Kutani, thố tầng bách hoa Kutani ngũ sắc, tô ngũ sắc nha. Arita đẹp không? Rồi bốn, đợt này em có về được 4 chiếc đĩa vuông, dáng vuông đấy ạ, triện Fujikawa nha các bác, dòng cao cấp ạ.
triển Fukagawa. Cái này các bác để mua để sưu tầm hoặc đựng đồ ăn. Và bác nào mà sưu tầm cái được set trà này, rồi hôm nay em có về được một chiếc ấm Imarigon, chiếc bình này là để pha trà nhé các bác, có lọc bên trong. Dòng này dòng xịn Imarigon á. Bác nào đã sưu tầm được đĩa, tô thì các bác, hôm nay em có một cái ấm như này. Trời ơi, cái vàng dày lắm ạ, đẹp xuất sắc luôn. Hôm nay cái lô này thì không có một cái điểm cho chê nào ạ. À, một cái set trà dòng Okura rất là hiếm thấy ạ. Cái này là Okura hoa hồng. Đấy, nhỏ nhỏ xinh xinh để uống trà nhé. Một cặp ly dòng Imari vẽ vàng, xinh xinh ạ. À, tiếp theo bác nào mê mộc thì sẽ có một cái thố thỏ mộc như này, xinh yêu ạ. Rồi một cái ngôi nhà thố thỏ xinh, quá tuyệt vời. Đây ạ. À, những chiếc đĩa mộc, cặp đôi thỏ, thỏ đa chi. Rồi một ly quay xoắn này các bác này. Đấy, trời đẹp không. Rồi à, hôm nay em có được một chiếc đĩa lá men bóng kính và có cả men thúy hồng nữa. Các bác thấy những cái nét men nó sống động như một cái, phải nói là như cái tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, có một cái điểm chê nào ạ. Chiếc đĩa này thì mình có thể sử dụng để đựng đồ ăn hoặc thảo hoa. Đây là lần đầu tiên em gặp chiếc đĩa này ở ngoài đời đó. Còn thường thường em thấy các bác ấy đăng trên trang trên các hội nhóm thôi. Nhưng mà những cái chiếc đĩa lá như này rất là hiếm gặp ạ. Size rất là to nha các bác. Em đảm bảo với các bác là các bác muốn săn một cái chiếc thứ hai như này sẽ rất là khó tìm ạ. Size 39, ngay kể cả em là giao lưu gốm rất là lâu rồi mà bây giờ em mới gặp tiếp ngoài đời lần đầu tiên á. Còn em nhìn thấy trên hình thì em nhìn thấy rồi, 39 và 24 á. Đây, đĩa này đẹp quá trời. Rồi con thỏ, thì bác nào mà mê mộc thỏ này, ly thỏ này, cái đợt này em về được một cái sông trầm men bạch định nha các bác, men bạch định, dưới men bạch định đẹp tuyệt vời luôn. Trên này là nắp hoa con lân, dưới là hoa. Đấy. Rồi đợt này là những chiếc bình Shippo, bình Coco Soy và một cái chóe Imarigon size rất là to nha các bác. Một chiếc tô mộc vẽ lá phong, những chiếc tô Imari chuyện quả liệu của các bác. Cái tô này các bác sẽ rất là ít khi gặp, size to lắm nha. Một cái tô phải nói là đẹp xuất sắc luôn, chuyện quả liệu á, mà size lớn chứ không phải size nhỏ đâu ạ. Size này thì bác nào mà chơi săn những cái chuyện quả liệu này sẽ thấy là những cái tô size 25 như này ạ, cao 10 đấy ạ, chuyện quả liệu. Rồi đây một cái tô chuyện quả liệu nữa, quá mức. Rồi. Một chiếc bình dòng Okura còn nguyên hộp gỗ nha các bác, mới tinh. Cái này các bác có thể mua để làm quà tặng được. Chất xứ xương đẹp tuyệt vời á, với hình ảnh em bé thiên thần. Rồi. Và những set trà Imari ạ, set trà Imari vẽ vàng. Lần này em về được 4 set, độ mới cao. Còn nhiều đồ đẹp lắm. Đợt này thì một cái bình Satsuma này, rồi bộ trà cay cay. Hôm trước em bán mất 2 ly lẻ rồi. Bộ này đợt này giá rất là tốt. Bác nào mà hôm trước sưu tầm được 2 cái ly lẻ, hôm nay các bác sưu tầm bộ này nữa là thành một bộ hoàn hảo. Trời, mang giá trị sưu tầm cao mà lại rẻ nữa. Hôm trước em bán rẻ lắm. Đấy. Còn cái set này dành cho bác nào mà mê đồ xưa, một cái set rất là ý nghĩa với tình hình hình ảnh cặp chim hạc phu thê, ống tùng, hoa đào, rồi vẽ cảnh có rùa, có con thuyền, sông nước, hình ảnh rất là quen thuộc mà các bác hay thấy trong gốm Nhật, với một cái chén chè, một cái đĩa sâu lòng dòng Kutani xưa nha. Đấy, một cái tô lỡ 4 món. Đấy, bác nào mà
về đồ xưa sẽ thấy những cái món này giá trị sưu tầm rất là lớn. Đây, hai cái chén mộc tam thái vuốt tay hàng xưa nhá, chén thỏ này, chén em bé này. Ôi, cái này đợt này em về được 4 set chuyện Fugagawa, sứ đẹp cực kỳ ạ, mỏng trắng tinh, và một cái sông trầm Kutani xưa, sông trầm thời kỳ Edo các bác, mini á. Sông trầm này vẽ cảnh xưa xưa mà dòng mini, bác nào thích mini thì các bác lấy cái đấy. Một set trà sử dụng vàng 24 để vẽ lá nho, rồi bên ngoài các bác thấy cái ánh vàng đẹp không? Một chiếc với đĩa lót này. Đấy, đĩa bánh. Trời ơi, cái set này đẹp tuyệt vời mà nó có mỗi một set thôi ạ. Rồi duy nhất một set trio nhỉ. Có 4 set này, 4 set Fugakawa. Đấy, bác nào mà nghe sưu tầm set này các bác có thể đấy. Và sử dụng rất là thích luôn ạ. Sứ đẹp ở trong veo. Lần này em về được 2 set cay cay, 2 set này thì còn nguyên hộp nhá. Set cay cay ạ. Okay. Đợt này là 2, 4, 6, 8, 9 cái. Đợt này được 9 cái thố có nắp Imari Gold như các bác, chuyện vàng. Bác thấy dòng cao cấp thì những cái món đồ sưu tầm này nó mang giá trị sưu tầm mà không phải lúc nào mình cũng có thể cần mình gặp ngay được nó. Nên là bác nào mà thích và sưu tầm nó thì các bác có thể chốt lẻ cũng được nha, nhưng mà em vẫn ưu tiên các bác lấy cả, tại vì những cái món này 9 chiếc. Đấy. Rồi một set trà tú cầu vẽ tay, mộc vẽ tay chuyện rất là đẹp. Đấy. Đấy. Duy nhất một set, 4 set dòng Okura đấy ạ. Set này sứ cực đẹp và cái lượng vàng rất là dày. Dòng này dòng cao cấp ạ. Từ hoàng gia sử dụng rất là nhiều nha các bác, để tiếp khách ạ. Nên là nó đòi hỏi chất lượng rất là tuyệt vời ạ. Và tiếp theo là những cái món đồ sưu tầm khác, như là một cái bộ trà Satsuma size nhỏ dành cho bác nào mê sưu tầm dòng cao cấp. Và cái này các bác có thể mua để mình sưu tầm cũng như là để uống trà với cái màu men ngà đặc trưng của dòng Satsuma. Đấy, được nghệ nhân vẽ vàng đẹp xuất sắc luôn, size cũng nhỏ nhỏ xinh xinh các bác. Một ấm có lọc hoa mai này, rồi có tống yêu cực kỳ luôn bộ này nhá. Một bộ trà màu nâu, ngũ sắc màu nâu cực kỳ hiếm nha các bác, màu đen thì không nói nhưng mà cái này màu của em là màu nâu, chuyện vàng dòng cao cấp. Đấy, các bác thấy đẹp quá, hai da. Rồi ba chiếc đĩa dòng Imari vẽ vàng cực kỳ nhiều sâu lòng ấy. Và đợt này ngoài ra thì sẽ có những cái món mini. Bên kia còn một cái. Đấy, bên nằm trong là vàng. Còn một cái mộc quai này, cái ly hoa đào. Rồi một cặp ly phu thê nha các bác. Đấy. Sẽ là hình ảnh lân và hoa này. Trời ơi. Cái này còn nguyên hộp nhá. Đấy. Và một cái ly nhỏ. Cái này là một cặp phu thê, hay còn cả hay các bác có thể gọi là cặp ly mẹ con cũng được nha. Tại vì nó rất là đặc trưng, một cái ly lớn hẳn, một cái ly nhỏ nhỏ xinh xinh, trưng thành từng cặp chuyện lá trúc nha. Còn nguyên hộp gỗ và tem, cái này mình có thể làm quà tặng, rất là ý nghĩa và giá trị sưu tầm ạ. Em có bộ sake bách khoa dòng Kutani nha, một bình và ba ly này. Một cái gạt tàn, một cặp ly bách khoa lẻ này. Nhiều bác hỏi lắm nhưng hôm nay mới có. Rồi một cặp phu thê bách hoa. Đấy. Rồi một chiếc ấm Kutani xưa dòng bách hoa vẽ gấm nữa. Trời ơi, bác nào mà mê đồ xưa thì nhìn thấy cái ấm này em nói ấy, thật sự luôn là mất ngủ luôn ấy. Nó đẹp kinh khủng khiếp luôn ấy. Không phải là em bán em khen em nó đẹp đâu, mà thật sự là nó đáng đồng tiền bát gạo. Mình sưu tầm mình sở hữu được nó phải nói là tuyệt sắc luôn ấy. Nó đẹp lắm mà nó lại sâu tuổi các bác. Mà sâu tuổi mà để được những cái chất lượng như này thì rất là đáng á. Đây, một cái giót. Đấy. Giót vẽ bách hoa. Rồi. Tiếp theo là em sẽ có hai cái hộp ly đấy.
cũng là dòng Imri nhưng mà họa tiết khác. Lúc đấy là lân hoa, cái này là chim hoa. Các bác thấy cái này đắng, thấy nó đẹp không ạ? Đẳng cấp luôn ấy. Hộp gỗ nhá. Rồi đợt này em có được 5 cái chén nhỏ thôi, tầm 8-9 sen triện thiên hoàng. Thiên hoàng triện 8 chữ. 5 cái mới hoàn hảo. Rồi 5 chiếc. Đấy. Rồi 2 cái ly triện quả lựu ạ. 2 cái ly này mình để uống cà phê, đi uống trà cũng được. Nhưng mà ly này hơi to, uống trà thì hơi to ạ. Rồi một cái đĩa bản sưu tập giới hạn nhỉ. Đây, hoa vẽ hoa hồng. Có bút ký bản kỷ niệm với các bác. Có bút ký á. Còn nguyên hộp các bác có thể làm quà tặng được này. Và đợt này thì em có sưu tầm được một cái cặp ly thiên hoàng triện. Đẹp không các bác? Cặp này mà bác nào mà sưu tầm được em thì em đảm bảo các bác là các bác sẽ hài lòng. Tuyệt đối luôn, không có điểm trừ nào ạ. Và rất là đẹp. Và một bộ trà Kutani hoa tú cầu 5 ly và một ấm xay nhỏ nhỏ. Một cái đĩa mộc trà chim xay to á, vuông to. Và một cái quai, giỏ quai triện lá trúc ạ. Một cái ấm triện lá trúc luôn. Vàng nó dày cống cạnh luôn. Ấm này thì các bác có thể mua để pha trà hoặc để sưu tầm nhá. Ấm này thì nó có hình như nó có lọc, nó sẽ có cái bấu nhá. Mình mở cái bấu theo cái bấu để có lọc bên trong, chất xứ đẹp. Và vàng đúng là hàng cao cấp thì đây ạ. Đợt này thì em về được một cái tô to lắm. Tô này size to mà sâu lòng nữa. Lòng triện thiên hoàng nhá các bác. Đợt này là toàn là món đồ giá trị thôi ạ. Đấy. Và em có một chiếc đĩa quai. Chiếc đĩa quai này thì xe to triện lá trúc. Vàng các bác thấy cái vàng, độ dày của vàng hoàn hảo. Đấy. Nặng, bóp nặng là nên em phải hai tay mới được. Cái này cùng một tay nó hơi bị nặng. Vậy là em đã quay sơ sơ một lượt cho các bác. Em quay rất là chi tiết ạ. Nên là bác nào mà ưng là các bác có thể chốt ngay. Tại vì những cái món này em nghĩ là nó sẽ rất là nhanh hết rồi ạ. Mà nó cũng đâu phải là có đại trà đâu ạ. Nó chỉ có một, cùng lắm là một cho đến hai món. Để các bác thấy những cái mã này, những cái mã này nó sẽ rất là nhanh hết thôi. Em đảm bảo với các bác là cái lô này mặc dù là giá nó cao một chút, nhưng mà những bác mà chơi sưu tầm những cái đồ, món đồ đẹp, độc, lạ và những cái món đồ giá trị VIP thì các bác sẽ rất là ưng. Thì em quay sơ sơ một lần nữa để các bác cùng ngắm ạ. Rồi, em cảm ơn các bác đã theo dõi ạ. Chúc các bác ngủ ngon nha. Em chào các bác.